Xin mời ba bạn nữ. Hiện tại bây giờ chúng ta đã thấy một cái tay của bạn Thủy rồi ạ. Còn hai bạn nữ nữa. Vâng, chúng ta cùng nhiệt tình nha. Vâng. Đây, đã có sự xuất hiện của bạn Huyền và bạn Tiến. Mỗi người chỉ ở chơi một trò thôi. Trò xong mà có giải rồi. Mở quà đó rồi. Muốn tiền hước không cho đâu. Đừng có ở dưới mà tiếp nha. Nói trước ha. Rồi nào. Rồi, bây giờ chúng ta đã có tất cả là 6 bạn ạ. Mời chúng ta đứng hai bên đi. Vâng, hai bên, mời hai bạn qua hai bên nha. Nam một bên, nữ một bên. Đúng rồi. Vâng. Vâng, vậy đây xin mời chúng ta cùng dành một tràng thật lớn để trước khi bắt đầu trò chơi. Vâng, và trò chơi chúng ta rất đơn giản. Vui chơi nhưng có thưởng. Vâng, xin mời các bạn hỗ trợ. Linh và không hỗ trợ dùng ạ. Xin các bạn cấp nữ tân ngồi đây đúng không ạ? Xin mời các bạn nữ tân ngồi vào đây. Vâng. Xin vui lòng chính studio âm nhạc âm thanh này chỉ lưu lời bộ trong gia đình của 123 chúng ta hôm nay ạ. Chứ chúng ta không đưa lên Facebook Messenger của cá nhân ạ. Xin cảm ơn nhiều. Vâng, và trò chơi chúng ta rất đơn giản thôi ạ. Xin mời xin bộ phận đồ phục vụ chúng ta nhận chân ạ. Yeah. Ok. Xin có làm khẩu trang hôm nay thì ngoài việc chúng ta đeo những ở cái phần miệng hôm nay chúng ta đổ đi lên cao một tí nữa ở mắt đi ạ. Vâng. Xin mời ba bạn chơi chúng ta che vào mắt mà đâu là mắt ạ? Đeo trường 25 rồi quên mắt nằm ở đâu rồi. Vâng. Rồi. Ok. Bây giờ sao ạ? Bây giờ sao ạ? Bây giờ trước hết bỏ khẩu trang ra. Bỏ khẩu trang ra. Vâng. Bây giờ ba bạn nam ơi, có ưng ba của cô này không? Ưng không? Không có đổi không? Cho đổi. Vâng. Bây giờ chặt luôn đúng không? Rồi bây giờ là mình mặc lên luôn đây nha. Ok rồi. Xin một lòng mà đeo lại cái khẩu trang lên trên mắt dùm mà. Vâng, đeo lên trên. Vâng. Xin là đổi dùm bên khác ạ. Đổi dùm bên khác. Vâng. Rồi, xin một lòng đeo lên trên mắt luôn ạ. Vâng. Trò chơi của chúng ta được thực hiện như sau. Các bạn nam bên này sẽ kịp mắt lại. Trên tay cầm một trái chuối. Xem ra 6 người trên này được gắn trái miệng trước thầy và trò chúng ta ở dưới đấy. Đúng không ạ? Trên này ăn tráng miệng trước, ở dưới nó chưa có tráng miệng đâu nhá. Nên cứ ngồi lại, khi ở dưới ăn tráng miệng rồi chúng ta mới tiếp. Vâng. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện một trò chơi đơn giản thôi. Người bịt mắt sẽ bóc cái trái chuối này lên. Vâng, bóc trái chuối này nè. Rồi, từ từ, đà đà, tiến tới. Tới với bạn đối diện. Vâng, bạn đối diện chỉ việc một điều là gì? Há miệng ra và dùng ăn tráng miệng cái món chuối này. Khi nào hết trái chuối, cặp nào thắng bóc vào. Yeah, yeah. Thấy chưa, bây giờ tiếc chưa? Không được lên sân khấu, tiếc chưa? Đây. Trò chơi này có thưởng, yên tâm có thưởng, bóc vào lên. Rồi bây giờ nhá, lưu ý này. Bây giờ bịt mắt lại. Ok, bịt mắt lại. Nhiệm của các bạn là gì? Đưa chuối vào miệng cái bạn bên kia thôi. Đấy, không ăn đâu. Rồi, xin mời. Rồi, bây giờ nhá, xin mời cho nhạc to một tí nữa là để không cần nghe cái tiếng hỗ trợ. Đẩy nhạc lên. Nào, xin mời. 1, 2, 3. Từ từ, em quá. Bút chuối hít của em. Từ từ, đi mà từ từ. Chưa thấy nhà đi mà. Rồi nào, được chưa? Chưa, nghe cổ lại này. Bóc sớm thế. Bây giờ, bóc chuối. Em ạ, chuối, bóc chuối. Bóc chuối, rồi. Được chưa?
rồi bóc chuối đi để lâu quá nữa không được đâu, bóc đi bóc liền nữa thì bóc nữa. Ừ, đúng rồi. Rồi bây giờ đến 1, 2, 3 thì các bạn di chuyển tới, làm sao thì làm, nghe các bạn nữ điều khiển để các bạn đưa chuối vào miệng các bạn kia nha. Chuẩn bị 1, 2, 3 bắt đầu. Chuối ở đâu là chuối ở đâu, chuối ở đây là chuối ở đây, đưa cao lên, đưa cao lên, đưa cao hai đưa thấp nào. 1, 2, 3 tôi nói ngắn lại, tôi nào, tôi nào, 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 cái trò chơi này đơn giản, dễ chơi, dễ trúng thưởng đúng không ạ? Con xin mời ba bạn đứng dậy ạ. Mời ba đứng dậy. À vừa rồi thì xin giữ lại cái khẩu trang này, vâng, về nhà dùng lại lần nữa hết đi ạ. Theo quan sát chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là cặp của vận động viên Bình và Diễm là cái cặp đôi sử dụng chuối nhanh nhất. Vâng, chưa gì mới có 1 phút thôi mà đã xong rồi. Vâng ạ, mới chỉ có 1 phút thôi mà xong rồi. Vâng, thôi cặp này nói chung là về nhất nhưng mà nó yếu quá. Thôi, dành cho một đội yếu nhưng mà nhất một trận lớn lớn đi ạ. Vâng, xin mời rất nhiều ạ. Vâng, mời hai cặp này về chỗ. Rồi, mời nhau về. Ban tổ chức ra cho chơi nhé. Rồi, mời 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 cặp này ở lại. Đấy, rồi, đưa ra. Và bỏ khẩu trang đi, mình thích chơi rồi. Bỏ đi. Xin mời thầy ơi, thầy ơi. Vâng, con mời thầy lên trao phần quà đầu tiên của trò chơi game đầu tiên này cho các bạn trên này ạ. Vâng, mời thầy. Bây giờ thì thầy sẽ chọn bất kể món quà nào. Vâng, mời thầy. Món nào cũng được thầy ạ. Vâng. Vâng rồi ạ. Đấy là chưa chọn lợi nè, kỹ thuật lợi nè. Cái trò này đang có quả nữ mà luôn lợi chưa? Đấy, lợi lắm. Vâng, mời thầy. Vâng, xin mời cho mình lần lớn đi ạ. Rồi, xin mời rất nhiều. Vâng, cảm ơn thầy. Dạ, vâng, mời thầy và các bạn lúc này là gió. Dạ, vâng. Vâng, các bạn ơi, bây giờ mình no chưa? Chưa no, say chưa? Chưa say, chơi nữa không? Không. À, không. Không được nhá tiếp đúng không? Vâng. Chơi đi, chừng lừa nhau à? Vâng, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhau trong một cái mini game tiếp theo. Đối với trận chơi này thì với cái mini game này thì hạng phần vẫn tiếp tục là 6 bạn ạ, 3 nam và 3 nữ ạ. Vâng, xin mời quý. Vâng, một tinh thần rất là tốt trong ngày gặp mặt hôm nay. Yeah. Bạn quý. Vâng, vâng ạ. Tôi muốn gỡ, tôi cho gỡ, tôi cho gỡ luôn. Vâng, xin mời bạn khác đi ạ. Nếu các bạn là bạn nào nữa không ạ? Rồi, mời 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 bạn tiếp theo đi ạ. Có. Vâng, vẫn theo thể lệ ban đầu chúng ta còn 6 bạn, 3 nam và 3 nữ. Xin các bạn tự giác. Vâng, chúng ta cùng tham gia chơi đi ạ. Cháy hết mình nha, 20 năm có một lần thôi. Vâng, vâng, nhìn thấy có sự có mặt của bạn Vy. À bạn Vy, xin mời các bạn ạ. Rồi, bạn Linh, vâng, bạn Lan và bạn Linh. Rồi, bây giờ tại sao là cái phái có đen đâu rồi ạ? Vâng, bạn có đen thì lại có mặt rồi, bạn Hiếu, vâng. Còn hai bạn nữa ạ, hai bạn nữa ạ, vâng, xin mời hai bạn nữa ạ. Nào, có, xin lên một cái tay lên đây của bạn Liêu. Vâng. Vâng, mời bạn Liêu mà. Mời bạn Liêu bên đây ạ. Vâng, mời em đây ạ. Rồi. Tiếp theo, xin mời một cái tay của bạn Nam nữa ạ.
xin gần một bạn em và bạn Hảo ạ. Vâng, mời bạn Hảo đây ạ. Bạn Hảo, mời Hảo đây ạ. Chưa. No. Vâng, và trên đây ban tổ chức đã nhìn thấy sự xuất hiện của tất cả là ba bạn nam và ba bạn nữ. Vâng, bạn các bạn ơi, các bạn đã chuẩn bị lên chơi nhá. Rồi, vâng ạ, bây giờ xin mời ba bạn nữ các bạn, và lên đây, lên đây ạ. Được chưa? Rồi, bây giờ trò chơi của chúng ta rất đơn giản thôi, cũng dễ chơi, dễ trúng thưởng. Vâng, và phần thưởng cũng có hai phần quà dành cho hai bạn, bạn nào cặp nào sẽ thắng. Vâng, trò chơi của chúng ta như sau ạ. Vì do ảnh hưởng của Covid nên cái khẩu trang này vẫn được sử dụng từ giờ đến cuối chương trình ạ. Vâng ạ. Rồi, bây giờ như sau ạ. Xin mời bạn cùng hỗ trợ cho bên ban tổ chức. Vâng, bây giờ khẩu trang này được phát cho ba bạn nữ nhé. Vâng, trò chơi chúng ta được mang tên gọi là trò chơi bắt sâu. Vâng ạ, trò chơi bắt sâu. Ba khẩu trang này sẽ được gửi cho ba bạn nữ. Việc của ba bạn nữ đó là gì ạ? Đeo khẩu trang này che con mắt của mình. Vâng. Rồi tiếp theo là gì ạ? Ở trên người tất cả các bạn nam ngày hôm nay sẽ có tất cả là 5 con sâu cho ban tổ chức lựa chọn. 5 con sâu do ban tổ chức lựa chọn. Còn có thêm con nữa không thì ban tổ chức không biết nha. Nói trước của. Rồi, bây giờ xin mời ba bạn nữ xin vui lòng lên của trang này hẹp thịt cái mắt lại. Vâng. Không sao, chúng ta nhiệt tình nha, chúng ta chơi thoải mái nha. Vâng, xin vui lòng, xin vui lại. Vâng, không đeo ở trên miệng, lúc đeo trên mắt. Dạ rồi, ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, rồi bỏ xuống. Rồi, xin vui lòng ta ra này, quay về phía cái hồ này. Ngó xem con cá này, nó nhảy lên không, tí bắt nha. Rồi, nhìn cá này, không ngồi đây. Rồi, qua đó, ok. Xin vui lòng khu ban tổ chức cho tất cả những show này để trên tất cả các vị trí của các bạn ở trên này tùy vào các bạn thích nha. Ok. Tất cả mọi người chúng ta vui lòng không quay vào trong hả? Vâng, để thể hiện những người chơi nó công bằng. Và vâng, xin vui lòng không vào trong. Ok, được chưa? Đeo vào đi, đeo vào đi ạ. Không nghẹt mũi đâu, không khó thở đâu, yên tâm, đeo trên mắt mà đừng che cái mũi là được. Ok rồi. Rồi, 5 con ạ, xin vui lòng 5 con. Chỉ 5 con mà thôi ạ. Xin vui lòng đeo lại cho ban tổ chức chỉ 5 con mà thôi. Vâng, ở đâu? Vâng ạ. Rồi, xin kiểm tra lại 1, 2, 3, 4, 5. Đeo con nữa, rồi, ok rồi. Bên này chưa, xin mời. Đưa lại dùm mặt, 1, 2, 3, 4. Ok rồi, cảm ơn. Rồi. Xin mời tất cả thầy văn hóa, tất cả các bạn làm giám khảo nha. Làm giám khảo cho ban tổ chức nha. Rồi, bây giờ khi nghe đằng sau quay thì tất cả các bạn trên này chúng ta làm gì ạ? Quay lại. Ok, quay lại ha. Rồi, việc của các bạn đó là gì? Việc của các bạn đó là gì? Bạn Lan nói, Hạnh ơi, bạn Hảo có 4 con sâu và đâu có 1 con rồi. Bạn đã thấy đúng không ạ? Ok, đã thấy rồi, ok. Rồi, bây giờ đeo lên. Hảo nó còn con nó giấu rồi, tôi không thấy đâu, mặt đâu. Rồi, nào, bây giờ đủ chưa? Các tổ chức làm việc tốt chưa? 1, 2, 3, 4, 5, ok, 1, 2, 3, 4, 5, ok, rồi, ok. Rồi, bây giờ như thế này sẽ nghe theo sự sắp xếp của ban tổ chức nha. Ban tổ chức chỉ ghi nhận đối với những bạn nữ nào đã tìm được 5 con sâu trên 10 các bạn nam mà thôi. Được chưa?
Ok. Mà con số ấy là mình phải bắt được nhé. Chứ lấy con số ấy mà nó nằm trên người mãi mà không lấy được không có tính đâu. Nha, không có tính cái sau đấy nha. Rồi. Rồi, ok rồi. Rồi, đứng yên mà. Đứng yên đây. Cái mặt sống đẹp máy quá. Rồi, xin mời cho nhỏ nhẹ một sự nhẹ. Nào, bây giờ như vậy. Bây giờ thì Liên đang đứng một chỗ này lâu rồi. Đứng im này, đứng lờ lung tung. Bạn lên, bạn này nghe lời hẳn đi ha. Phúc bà thầy, ok. Rồi, bạn này đi qua đây đi ha. Đứng chỗ này một chỗ, lâu rồi không tốt. Rồi, ok, bên này. Bạn này qua này. Lan qua bên này. Rồi, ok, rồi. Bây giờ như này. Rồi, các bạn quay vào đây đi, Xin bà lòng không đúng một phụ trang đó. Xin bà lòng đúng một phụ trang. Không à, vâng. Rồi, bây giờ từ từ nghe lời thằng này à. Khi nào hắn nói bắt sâu thì mới bắt, còn chưa được bắt sâu thì có được bắt không? Không. Vâng. Bạn Linh là không thích bắt sâu bắt cái gì. Rồi, theo dõi, no, xin bảo là không được đùm một khẩu trang. Đâu rồi, khẩu trang của bạn bây giờ là không được bằng nữa. Được chưa? Rồi đứng im. Hai tay ra sau. Khi nào bác tổ chức nói các bạn mới được cầm đưa tay về trước ra sau. Ý bác tổ chức làm việc. Rồi, bây giờ xin mời vâng, chúng ta có cái sự di chuyển một xíu nữa cho nó vui. Không được như vậy. Tay đưa ra sau, vâng. Giữ nguyên cái tay ở sau, không được đưa về trước nha. Ok, được chưa? Rồi, giữ nguyên, bạn Lan ơi, không được đưa tay lên trên. Vâng, vâng à, vâng, chuẩn bị nào. Nghe lời hạng nè. Bước tới chặt bán bước. 1, 2, 3. Đứng im, bỏ tay ra sau. Thích thế. Tôi nói nhiều khi không bắt phải con sông đâu mà bắt phải con gì ấy. Từ từ. Hạt khổ lắm thật. Cứ nói mà đừng ngờ. Thích lắm, bỏ đi. Ôi, chuẩn bị nha. Từ từ, cứ nhận nha. Ý là khi nghe hắn nói 1, 2, 3 thì các bạn mới được phép bắt sâu. Ai bắt đủ 5 con xin vui lòng giơ tay lên để bắt được chiếc biết. Các bạn đã hoàn thành cuộc chơi. Đứng đuổi đây. Đây, đuổi đây. Ok, đuổi đây. Rồi, bạn này cứ đuổi đây một bước ạ. Dạ, rồi ạ, rồi. Rồi, chuẩn bị chưa. Hàng hổ thì chứ. 40 rồi đấy. 5, từ, chuẩn bị. Bây giờ này, bây giờ cho các bạn một cảm giác nhẹ này. Người đối diện các bạn, đứng cách các bạn chỉ cầm tay thôi. Này, ra thử cái nha. Này, đấy, ok, bỏ xuống. Bỏ xuống. Thấy chai rồi, mày. Đấy, đây, xin chai cái hạt hổ. Thương tay thầy, đấy, biết chưa? Thấy bạn mình chưa? Rồi, chuẩn bị. Các bạn chạy đứng im nha, không nói gì hết, đứng im nha. Để các bạn tự xử nha. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, đã có một con. Đã có một con rồi. Hai con rồi. Đâu nữa. Mấy rồi. Đi. Vâng. Rồi, các bạn im, để ban tổ chức làm việc nha. Đề nghị mọi người im mồm, chúng ta đứng làm việc. Im mồm. Nói nữa nha.
Mọi người thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong một mini game nhỏ cho các bạn 12-3 chúng ta vừa chơi xong. Vâng, thì đã có kết quả rồi ạ. Theo sự quan sát của bên ban tổ chức và trọng tài nhận thấy được rằng là cặp đôi của bạn Linh và bạn Hiếu đã tìm bắt được 5 con sâu. Vâng, xin một trọng tài lớn đi ạ. Vâng, cảm ơn bạn Linh và bạn Hiếu đã tìm ăn 5 con sâu đầu tiên. Con xin mời bạn Linh về chỗ. Mời bạn Linh về chỗ, mời bạn Nam về và mời bạn Hiếu về. Vâng. Bạn Linh đã nhỏ rằng là ở nhà tao không cần tìm sâu, tìm nó to hơn. Vâng, xin mời bác Hóa. Vâng, mời bác Hóa đại diện cho hội chúng học sinh của lớp lên quyết phần què cho đồ chơi hôm nay ạ. Xin mời bác chọn hai quyết què cho hai bạn ạ. Vâng, 3 tiếng nhỉ, 20 phút thôi còn đâu có đánh nhiều. Các bạn cứ cố gắng mỗi một người mang một phần quà mang về là chúng tôi vui. Vâng. Rồi xin mời bác vào đây để chụp hình chung với tất cả mọi người như này. Rồi mời bác xin một phần âm thanh ánh sáng hình ảnh studio xin mời các bạn làm việc. Rồi xin cảm ơn bác Hóa, cảm ơn các bạn rất là nhiều, xin về chỗ. Rồi bây giờ đến đây có 4 phần quà. Vâng. Các bạn còn nữa không ạ? Hết chưa ạ? Rồi. Giờ thì xin lòng các bạn mở phần quà của mình ra. Mở phần quà của mình ra và công bố cho tất cả mọi người có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay xem phần quà của chúng ta có gì ạ. Bánh quả lê. Bạn Trường đây. Dạ thầy Thiên thì bạn Linh mở quà. Vâng, mời bạn Linh lên đây. Rồi. Các bạn cứ thoải mái. Vâng, thoải mái mở ra. Mở bát đây các bạn ơi. Vâng, ban tổ chức chúng tôi gói rất là kỹ, yên tâm rất là kỹ, dán thêm cả keo hai mặt, keo 5 là 2, keo con chó. Vâng, và thì ở trong những gói quà này, theo nhận định của ban tổ chức, thì mình sẽ lắm, thì mình người hỗ trợ các bạn. Vâng, ở trong những phần quà của các bạn có rất là nhiều những cái thông điệp gửi tới cho nhau. Vâng, và đối với bạn Nhật thì cái thông điệp của bạn ấy là gì ạ? Mời bạn Nhật. Tôi sẽ là bạn xinh xắn, hãy kiếm tôi nha. Vâng, chúc mừng các bạn lớn, phần quà bạn Nhật nha. Bạn quà bạn Nhật nha, lên đây. Đó là gì? Chúc bạn luôn dẻo dai như tôi nè. Vâng, cảm ơn bạn lớn là nhiều rồi. Ủa, cho mình hai sâu bánh. Vâng, phần quà mới là gì ạ? Hai sâu bánh chén nướng. Vâng, một phần sẽ chia lại cho ban tổ chức và phần kia bạn ăn về. Rất là dẻo dai à nha. Rất dẻo, rất dai. Từ từ, bạn đứng đây, từ từ. À, bạn Nhật ơi, chưa có mặt im lặng, có mặt trực đứng đây. Rồi, thông điệp của bạn Nhật. Thông điệp của Nhật đã có rồi, nhưng Nhật chưa cho chúng ta xem ở trong đó nó là gì. Chúng ta ngồi về hộp và chờ đợi. Vâng, rồi, tiếp theo, chưa mở tiếp nhé, vâng, mở tiếp nhé, chúng ta lại tiếp tục mở, vâng, từ, chưa, vâng, những ai chưa mở xong xin lòng ở lại, chưa, bạn cầm thông điệp của bạn lên nè, bạn Dĩ Nguyên hiện trường nhé, Dĩ Nguyên lên cho tôi, rồi tiếp tục, vâng, món quà đầu tiên bạn Nhật, có vẻ là mày cần nhờ chị Dũng đây ha, nhớ chia nha, yên tâm, tí tôi chia được một phần, yên tâm. Rồi tiếp tục ạ. Ban tổ chức hôm nay đối với bên quà rất lớn này, ban tổ chức có cái hàm ý gì trong ấy ha. Rồi là tiếp tục ạ. Sắp tới rồi nhỉ. Vâng, sắp tới rồi nhỉ. Lại tiếp tục mở. Vâng, tiếp tục mời các chị. Ban tổ chức chuẩn bị chúng ta một khoảng thời gian để chuẩn bị cho ngày hôm nay, thì ban tổ chức nó mất là nhiều thời gian, tính trước khoảng từ tầm 5-7 tháng và gói quà là trước khoảng chừng 3-4 tháng, nên mỗi ngày gói một lần đến nay quà đó của lớp trưởng đó. Vâng. Còn các bạn khác cứ đứng mà chờ nha. Rồi, hết chưa? Xin chúc
chúc mừng bạn có được tôi. Lip Ice Color. Vâng, Lip Ice Color. Cũng chưa chắc đâu, chưa chắc đúng không ạ, chưa chắc đâu. Vẫn còn thêm nhiều lớp ở bên trong nữa. Vâng, tiếp tục với bạn nhạc. Tới giờ, cũng chưa nữa. Rồi, chưa. Rồi. Với món quà này thì mong mọi là mua xin càng xin bà Nhật nhé. Mời bà Nhật về chỗ. Rồi, bà Nhật về. Vâng. Tiếp theo đến bà Lân. Vâng, bà Lân đã mở cho chúng ta xem và thấy rằng là thì chúc bạn luôn dẻo dai như tôi nha. Bởi vì trước khi bạn Lân dẻo cũng chẳng dai. Vâng, cảm ơn bà Lân. Về chỗ, về chỗ. Chia lại đi người dưới kia đây kìa. Tiếp tục bạn Hiếu. Bạn Hiếu ơi, bạn có gì? Em đúng không VS, sự lựa chọn thông minh và giúp bạn luôn tự tin và đầy tỏa nắng. Vâng, với những món quà này thì ban tổ chức biết rằng nhu cầu ai cần gì, bạn Hiếu rất lừa đá răng. Có một bộ kèo răng này cho bạn Hiếu, cảm ơn bạn Hiếu, mời Hiếu về chỗ. Vâng, mời Hiếu về. Vâng. Tiếp theo bạn muốn gì ạ? Vâng. Thấy món quà là ngày xưa chắc đẹp trời cho, mà ngày nay chắc đẹp là cho người làm. Vâng, bây giờ là sạch siêu nhàng, trắng ẩm mượt. Vâng, bạn mình môi trường và làm việc ở ngoài trời. Môi trường làm việc ngoài ngoài trời nếu mà mình cần được chăm sóc rất là nhà tốt hơn. Mong rằng vừa là sẽ gặp lại da của bạn sẽ trắng mịn và sáng hơn. Vâng, cảm ơn bạn, mời bạn về chỗ. Rồi tiếp theo người cuối cùng ạ. Xin mời người cùng. Chúc bạn mãi ngọt ngào nhé. Đối với bạn đâu ạ? Con này đây. Rồi, đúng không? Con thích món quà này không? Trả lời Thu Nga, con thích món quà này không? Trời ơi, ngại, thùng ngại ngùng. Rồi, xin cảm ơn tất cả những món quà của bạn đã cho chúng tôi được theo dõi thùng ngày qua. Và biết món quà của bạn bên trong đó là gì? Mong rằng các bạn sẽ mãi luôn vui, hạnh phúc trong thời gian sắp tới. Và bây giờ thì xin được phép dành thời gian nó hơn trong lần một xíu để có những chia sẻ tâm sự của các bạn còn lại. Cảm ơn các anh em bên âm nhạc rất là nhiều.